Thì đường trình duyên của em thì nếu nói cái đường sự nghiệp nó trầm trồ, nó trầm gập trầm đúng gờn, không? nó Đúng đập không? Gập rờn quá, gập nó đèo dốc gờn. bao nhiêu, thì cái đường tình duyên thì nó lại rộng rộng mở, hênh thang bấy nhiêu. Rồi cho đến một ngày đó là năm đó mình 24 tuổi, tình cờ mình gặp một người bạn đồng hành với mình. Qua quá trình tìm hiểu quen biết thì mình quen nhau, đồng hành với nhau được khoảng 2 năm. Gặp một ngã rẽ thì người ta rẽ đó đó, mình đi lối khác. Là mấy năm rồi? Năm năm. 5 năm một mình anh thênh thang một con đường. À, và điểm cuối cùng sẽ dừng lại ở tại bạn muốn hẹn hò. Nhà Cũng gái tôi hy hơi bị ghê đó nha, hy nhà vọng gái là tôi hơi bị được đó nghe, tôi nói thiệt luôn á. Còn em thì sao, nói cho anh Linh nghe đi. dạ Nghe nói tài tài sắc diện toàn, cái ông phóng qua liền á, ghê chào thiệt. em gái. Dạ con chào Con hai chú. chín tám con hả? Dạ Trời ơi trẻ trung mà. Nè trẻ quá giỏi quá, phải lấy chồng chi sớm con? tại vì con thấy sự nghiệp con ổn định, với lại là con chỉ có một mình con với mẹ con, nên là con muốn kiếm một người để phụ tiếp á, với lại là kiếm một người để quan tâm chia sẻ mỗi khi mà con gặp khó khăn, hay là con có niềm vui hay là nỗi buồn gì đó. Chia sẻ với người đó ha. Dạ Trời, được á. dạ Con muốn một người như thế nào? dạ là con muốn một người á, là về ngoại hình là phải cao từ 1m7 trở lên, với lại Hỏi luôn là đi, hỏi luôn đi. Có được rồi, để con quyết thích định chốt 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 đơn mét luôn. mấy 67 thôi, thiếu bà gì không? Thiếu 3 phân được không? Mét Nào mang 67 dài lên nè, được. mét 67 là đây nè, 1m67 đó. Rồi sao nữa con? À, với lại là con thích mập mập một chút xíu, có bụng bự á, nhưng mà đừng to quá là được. Con thích gu sáu múi. Thích bụng bự hả? Dạ. Thì ăn nhiều thở ra. Ăn nhiều vô theo anh nha. Theo anh sẽ nó tròn tròn, nó có bụng bự xíu. Chết rồi, tả một hồi giống chú Quyền Linh y chang à. Tả hồi giống chú đó con. Với lại là con thích một cái nụ cười là tỏa sáng, có duyên chút, với lại là sống mũi cao á. Nụ cười tỏa sáng là sao, cười có sáng không? Đó. Cái này phải lấy đèn. Cười, cười lấy đèn có chiếu thêm nữa là đánh tỏa vô sáng. Sáng rồi. Đèn đánh vô thôi. Ừ. Có nhiều đèn trong Tao nhà đèn đánh vô nụ cười hết. Về cái tính cách của anh ấy á, là anh ấy phải là đam mê kinh doanh. Con muốn có một người là biết quan tâm, có một ý chí cầu tiến một chút xíu. Sau này có thể là anh ấy tệ hơn con một chút xíu, nhưng mà anh ấy phải cố gắng hơn con, hoặc là bằng con, hoặc có thể là làm hậu phương để hỗ trợ con cũng được. Chứ mà đừng có cái kiểu là tự ti, thiếu tự tin, rồi anh không thể mà lo lắng cho em được. Thay vì con nói Rồi, mời đi em trai. Rồi, dạ. trong không khí phấn khởi này, nhà gái giới thiệu về mình chút đi nào. Dạ là con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, Chào con. Em chào anh trai bên ấy, Chào em ạ. và xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Mỹ Trinh, em sinh năm 98. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại Long Xuyên, còn quê em thì ở Châu Đốc. Hiện tại là em đang làm giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em. Trời ơi giỏi vậy trời. Wow. Tám mà làm giám đốc luôn hả con hả? Và trời ơi, hiện tại là con đang làm cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài. Quá dữ. Và hiện tại là con đang có một tiệm nón mi. Trời ơi sao mà coi như tuổi trẻ mà tài cao vậy, con làm gì mà 2-3 job dữ vậy trời. Chú giờ là chú vừa một là phó giám đốc cho còn giám đốc còn giỏi lắm rồi đó. Bên bên nhà trai nghe mất hồn chưa? Rồi tiền để đâu cho hết á chàng. Tại vì con còn phải gánh vác cả gia đình. Vậy đó hả? Dạ. Trời, mà giỏi sinh quá năm. con. Rồi mời bạn trai. Vâng, thì lời đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia, và chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Mình tên là Phan Nhân Diệu, mình sinh năm 1988, mình đến từ quê hương Đồng Khởi, và hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công việc của mình là kinh doanh bên đèn đèn LED, đèn trang trí và đèn chiếu sáng. Cưng kinh doanh cái đó là một cái tiệm của gia đình mình làm chủ hay là mình đi làm cho người ta? Dạ tự em kinh doanh luôn à chị. Tự kinh doanh có nghĩa là cũng là ông chủ nhỏ rồi đúng không? Dạ. Ghê quá, hai bạn này là trai cả tài cả sắc, gái cả sắc cả tài. Ghê thiệt, cái cặp này ghê thiệt chứ. Bây giờ nè, cô giám đốc nhỏ, cô nói về cái điểm mạnh điểm yếu của cô đi. Điểm mạnh của con là con biết tự lập từ nhỏ. Bắt đầu từ lớp 2 là con đã ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn á. Thành ra là từ lớp 2 con đã biết tự đi bán vé số rồi. Xong rồi con mới bỏ ống heo để mà kiếm tiền á, để tự lo bản thân ăn học. Rồi điểm mạnh của con nữa là biết quan tâm chia sẻ cho người khác, và sau này á là con tự tin con có thể hỗ trợ cho chồng mình về cái mặt kinh doanh. Trời ơi giỏi quá trời đất trời. Nhưng mà còn điểm chưa mạnh của con là gì? Dạ điểm yếu của con á là con thẳng tính, với lại á là con không có biết nội trợ. Về nấu ăn thì con tệ lắm. Cần gì con ơi, giám đốc rồi nấu gì nữa. Chứ bây giờ công trời việc ơi, mà
công việc nhiều như vậy. Đúng rồi, công việc nhiều như vậy làm sao thời gian đâu mà lo cái chuyện nấu nướng, đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cái số tiền đầu tiên mà con kiếm được khi mà con đã bắt đầu có sự nghiệp là bao nhiêu tiền? Dạ là con nhớ là con thi đậu đại học á, thì con có đi học nhưng mà tại vì cái ngành đó là con không có thích, thành ra là con muốn tự lập, nhưng lúc đó là con nghỉ nửa chừng nhưng mà con không có cho mẹ con biết. Con tự nghĩ xong rồi con kiếm một khoản tiền lớn, con nhớ lúc đó là 22 triệu. Trời đem về cho mẹ con dữ. Trời ơi, thực ra với cái tuổi đó, thời con điểm giỏi đó quá mà con. 22 triệu là lớn lắm á Linh. Ừ, năm 20 tuổi á, chú làm đầu tiên là được 1 triệu mà chú mừng lớn mắt luôn á con. Con quá giỏi rồi. Ừ. Còn chàng trai sao, ưu điểm gì, khoe cho đàn gái biết cái coi. Ưu điểm của em thì cũng là tự lập từ nhỏ. Thì nói chung thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn, cho nên là cũng là tự đi học rồi tự kiếm tiền buôn chải cho tiền học của mình. Rồi còn gì nữa không? Tự lập rồi biết nấu ăn, biết làm việc này kia. Nói chung mình lo sống, cuộc sống mình làm tốt, có thể rồi, chăm sóc được bản thân mình được tốt. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì thỉnh thoảng hay nói ngược ý người khác. Nói ngược ý, nhưng quan trọng cái ngược ý đó đúng hay không á. Có nghĩa là kiểu giống như cà khịa vui vui vậy đấy. À cà khịa hả? Trời ơi, là... đi bên kia luôn. Bà mối bà hay là cà khịa anh lắm. Dạ, chào cưng, cái lỗ mũi này giàu lắm nè. Tiền không có ra được một miếng nào luôn á chèn. Ôi, em dạ. Mấy mối tình rồi? Thì đường trình duyên của em thì nếu nói cái đường sự nghiệp nó trầm trồ, nó trầm gập gền, nó đập rền quá, nó đèo dốc bao nhiêu, thì cái đường tình duyên thì nó lại rộng mở, hên thang bấy nhiêu. Rồi cho đến một ngày đó là năm đó mình 24 tuổi, tình cờ mình gặp một người bạn đồng hành với mình. Qua quá trình tìm hiểu quen biết thì mình quen nhau, đồng hành với nhau được khoảng 2 năm. Gặp một ngã rẽ thì người ta rẽ đó, mình đi lối khác. Là mấy năm rồi? Ừ, 5 năm. 5 năm một mình anh thênh thang một con đường. Dạ. Yeah. À, và điểm cuối cùng sẽ dừng lại ở tại bạn muốn hẹn hò. Nhà cũng gái thì... tôi hơi bị ghê đó nha. Nhà gái tôi hơi bị được đó nghe, tôi nói thiệt luôn á. Còn em thì sao? Nói cho anh Linh nghe đi. Dạ. Nghe nói tài sắc diện toàn trong phóng qua liền á, ghê thiệt. Chào gái. Dạ con chào con chú. 98 con hả? Dạ. Trời ơi trẻ trung mà. Nè. Trẻ quá, giỏi quá, phải lấy chồng chi sớm con? Tại vì con thấy sự nghiệp con ổn định, với lại là con chỉ có một mình con với mẹ con, nên là con muốn kiếm một người để phụ tiếp á, với lại là kiếm một người để quan tâm, chia sẻ mỗi khi mà con gặp khó khăn, hay là con có niềm vui hay là nỗi buồn gì đó. Chia sẻ với người đó ha. Dạ. Trời, được á. Dạ. Con muốn một người như thế nào? Dạ là con muốn một người á, là về ngoại hình là phải cao từ 1m7 trở lên. Với lại hỏi luôn là đi, con, hỏi luôn đi, có được rồi để quyết định chút. Mét mấy, mét mấy? Mét 67 thôi, thiếu 3 gì không? Thiếu 3 phân được không? Mét 67 dài lên nè, được. Mét 67 là đây nè, 1m67 đó. Rồi sao nữa con? À, với lại là con thích mập mập một chút xíu, có bụng bự á, nhưng mà đừng to quá là được. Con thích gù sáu múi. Thích bụng bự hả? Dạ. Đi ăn nhiều thở ra. Ăn nhiều vô theo anh nha. Theo anh sẽ nó tròn tròn, nó có bụng bự xíu. Chết rồi, tả một hồi giống chú Quyền Linh đi chang à. Tả hồi giống chú đó con. Với lại là con thích một cái nụ cười là tỏa sáng, có duyên chút, với lại là sống mũi cao á. Nụ cười tỏa sáng là sao, cười có sáng không? Đó. Cái này phải lấy đèn. Cười lấy đèn chiếu thêm nữa là tỏa sáng rồi. Đèn đánh vô thôi. Ừ. Có nhiều đèn trong ta nhà đánh vô cái nụ cười hết. Về cái tính cách của anh ấy á, là anh ấy phải là đam mê kinh doanh. Con muốn có một người là biết quan tâm, có một ý chí cầu tiến một chút xíu. Sau này có thể là anh ấy tệ hơn con một chút xíu, nhưng mà anh ấy phải cố gắng hơn con, hoặc là bằng con, hoặc có thể là làm hậu phương để hỗ trợ con cũng được. Chứ mà đừng có cái kiểu là tự ti, thiếu tự tin, rồi anh không thể mà lo lắng cho em được. Thay vì câu nói đó, em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả. Trời ơi. Rồi, bây giờ nói nghe coi, có mấy mối tình rồi, những mối tình kia chắc nếu có thì chắc có lẽ là đã có những trường hợp như vậy. Thành ra là bé này là bé không muốn. Dạ, đâu, con nói về mối tình của con coi. Dạ là con có 3 mối tình. Trời, cũng dữ ta. Lý do chia tay? Lý do chia tay là mối tình đầu tiên là do quan niệm tôn giáo. Cái thứ hai là do anh ấy có người thứ ba. Rồi, cái thứ ba? Cái thứ ba là do quan điểm công việc không có cùng chung với nhau. Nói chung là cô này cũng khó lắm á, không có đơn giản đâu nha. Bây giờ thì mình hỏi người thân coi làm sao. Con đi với ai? Dạ, hôm nay là con đi với mẹ con à. Với lại là các chị đồng nghiệp của con. À, mẹ thấy con để tương lai này sao? Có hợp với con mình hay không? Cũng không biết nói sao hơn nữa. Ăn thua con nó chọn lựa.
chứ mình thì sao cũng được hết. Mình lớn mình kinh nghiệm á, coi thấy có hợp với con mình không, con mình khó không? Con thì nó nói như vậy thôi, nhưng mà nó giỏi thì từ nhỏ rồi, nhưng mà cái tính nó thì cũng hơi thẳng. Nhưng mà Nguyễn mà quen nhau đến với nhau được thì con phải hỗ trợ nó mới được. Còn Nguyễn mà không thì chắc có thể cô cũng không biết nói sao hơn. Dạ. Rồi hỏi bạn đồng nghiệp đi. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả các anh chị. Thực ra thì Trinh, cái tính của Trinh là mạnh mẽ từ nhỏ giờ, cho nên khi mà nói chuyện với mọi người thì mọi người nghĩ rằng là Trinh hay bị cứng nhắc, nhưng mà thực sự con rất là thương Trinh, bởi vì Trinh nó rất là cố gắng trong mọi công việc. Và bây giờ con cũng hy vọng là Trinh sẽ tìm được một người mà có thể đồng hành cùng với Trinh. Ngày hôm nay thì nói chung là con nghĩ là bạn trai bên này phù hợp với Trinh, và con cũng hy vọng là cả hai em sẽ cho nhau một cái cơ hội nào đó, bởi vì là thực ra để có được một cái ngày hôm nay cũng là một cái duyên rồi. Trời ơi, dạ. Người lớn luôn ha. Xin lỗi con, là con đồng nghiệp với Trinh, là đồng nghiệp trong cái ngành mỹ phẩm luôn hả hay sao? Dạ, con là cổ đông một công ty cùng với Trinh. Cổ đông đẹp không ha? Mình xin vô cổ đông được không vậy? Bây giờ em trai đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân và anh họ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Vân, mà anh chị em trong trường quay. Chào bạn gái, em gái. Nói chung là Diệu thì sống thì tự lập, lớn lên đi học thì cũng lên Sài Gòn để sống để tốt. Công việc thì nói chung là vì cố gắng làm. Qua chương trình hẹn hò đến đây thì hai em cũng có cái duyên, nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu bây giờ là phần của Diệu đó. Diệu với Trinh nha. Hai cái tên này ghép vô cũng đẹp lắm á, Diệu Trinh. Ôi. Dạ, em chào anh. Dạ, em có món quà tặng anh là một cuốn sách. Nói chung là về kinh doanh thôi. Em cũng nói chung là chưa có kịp đọc nữa, nên là em tặng cho anh luôn. Nếu sau này mà có duyên nữa thì anh sẽ đọc cho em nghe. Anh thì cảm ơn em món quà này. Dạ. Anh thì anh cũng có món quà anh tặng em. Thứ nhất đó là đặc sản quê anh, là kẹo dừa. Dạ. Ở thứ hai đó là cái đèn ngủ cửa hàng anh bán. Dạ. Thì cái đèn này thì nó cảm biến ánh sáng, là ban đêm tự động nó sáng, ban ngày nó tự tắt. Thì anh muốn là mỗi tối trước khi em đi ngủ em nhìn thấy nó, và khi em thức dậy em sẽ nhìn thấy nó đầu tiên. Em cảm ơn anh ạ. Bắt đầu mình ngồi mình trò chuyện đi em. Cảm nhận về nhau đó thế nào? Anh gửi em như thế nào? Em xinh, nhìn em trưởng thành hơn tuổi nhiều. Anh có hút thuốc không anh? Không. Nhậu nhẹt? Nhậu thì lâu gặp khách hàng hay đối tác thì anh uống vài lon thì được. Dạ. Với lại là em không có thích con người gia trưởng, với lại là không có thích cái tánh đàn bà nữa. Thì có thể là khó một chút xíu, em cũng đồng ý nữa. Tại vì sau này em cũng cần một người kỹ tính với lại cẩn thận trong công việc của em. Ví dụ sau này mà em với anh có một cái vấn đề gì đó thì anh không thích, anh không muốn cho em làm, thì anh phải giải thích, phân tích cho em hiểu, nói chuyện nhẹ nhàng chứ đừng có chửi em nha. Tại vì cái tính em rất là bướng. Anh cũng như thế, ai nói mà anh việc anh đã làm rồi mà họ càng nói là anh cố anh làm cho họ càng ghét anh vậy đó. Dạ. Anh là vậy. Theo cái tư duy đó là bình đẳng, luôn tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. Có sự rõ ràng đó, anh ít can thiệp, và khi can thiệp thì anh chỉ đứng ngoài lề góp ý thôi, anh không bao giờ trực tiếp vào công việc của. Anh nói vậy cũng không được nữa, tại vì á em cần một người hỗ trợ cho em, tại vì á sau này anh là người yêu em hay là chồng em gì đó, cái vấn đề nào em cũng sẽ hỏi qua. Đúng, anh sẽ góp ý, anh đứng phương diện anh góp ý, anh không thay đổi cái hướng của em, anh chỉ góp ý và anh đưa cho em hai cái hợp lý và cái không hợp lý, và em sẽ chọn, em sẽ là người quyết chọn quyết định. Dạ. Anh không can thiệp vấn đề đó. Anh có muốn hỏi em gì không? Em ngoài hết kinh doanh ra thế thì thời gian rảnh của em á là lúc đó là em có tiền, em có thời gian, em sẽ làm gì? Sau này á em muốn một cái vấn đề nữa là hai vợ chồng cùng cày, xong rồi cùng đi du lịch. Tại vì em vừa thích làm vừa thích chơi, chứ không phải là cắm đầu vào công việc hoài. Tại vì khi mà mình kiếm tiền thì mình phải xả stress mới được, chứ nếu mà mình cứ cắm đầu vô làm việc hoài là mình stress dữ lắm. Chung là mình phải biết hưởng thụ đồng tiền mình kiếm ra. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa con có thể hát bài nào đó để tặng nhau. Hai đứa đứng lên nào. Hai đứng lên. Bây giờ giao lưu văn nghệ xíu đi. Em sẽ hát một bài nhưng mà tệ quá đừng chê nha. Không sao đâu. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ấm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời yêu. Là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời,
nguyện thề luôn bên nhau mãi. Em hết hồn rồi. Trời vui mà hay con sao đâu ngọt ngào. À rồi bây giờ nè, bạn trai, em cảm nhận gì bạn gái và nói một câu gì đó chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chung thì mình đã đến với nhau tới đây rồi, mình cũng làm việc gì đó thì nó cũng đã có công sức rồi, thì mình cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau để những công sức đó không bị bỏ phí. Rồi chúng ta về chỗ đi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm nữa các bạn. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự rung động chưa. Nếu rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Nếu không rung động, không bấm. Dành cái nút đó cho nhiều người nữa. Đừng cướp đi cơ hội của một người nào đó. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 và 3. Hết thời gian. Đã bấm. Nào, nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Xin phép mẹ cho hôn nụ hôn đầu tiên. Con xin phép cô cho con hôn bạn nữ cái. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Còn đây là thương hiệu của Duhan đèn LED. Sẽ dành tặng cho các bạn một bộ đèn LED ốp trần vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn các bạn.